Thế bây giờ chúng ta tiếp tục sách Ezekiel, một trong những vị tiên tri lớn của thời Cựu Ước. Và các anh chị còn nhớ là ngay khi bắt đầu bước vào sách Ezekiel, tôi đã nói với các anh chị là cuốn sách này gồm 5 phần chính, để rồi chúng ta đi vào từng phần một. Phần đầu tiên là ơn gọi của Ezekiel, chúng ta đã tìm hiểu rồi. Phần thứ hai là từ chương 4 cho đến chương 24, đó là những lời tiên tri về vận mệnh của Jerusalem. Trong đó có một số đoạn tiêu biểu mà tôi cũng đã chọn ra để trình bày với các anh chị. Ví dụ như là các tiên tri giả, ví dụ như là Ezekiel nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân. Bước vào phần thứ ba là từ chương 25 đến chương 32, tức là phần mà hôm nay chúng ta gặp gỡ trong các nhóm này, chia sẻ với nhau và tìm hiểu thêm ở đây. Thế thì trong phần này tôi xin chọn 3 đoạn để chia sẻ với các anh chị, những đoạn mà tôi cho là tiêu biểu. Thứ nhất, Ezekiel chương 33 từ câu 1 cho đến câu 9. Và nếu ta đọc kỹ thì sẽ thấy đoạn này song hành với Ezekiel chương thứ 3 từ câu 17 đến câu 21. Hai đoạn này trình bày nhiệm vụ của tiên tri như là nhiệm vụ của một người canh gác. Các anh chị lấy chương 33. Có lẽ chúng ta phải cùng nhau đọc lại một lần trước khi phân tích thì sẽ thấy rõ hơn. Cho nên mời cả lớp chương 33 bắt đầu từ câu 1 cho đến hết câu 9. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ngươi hãy nói với con cái dân ngươi, ngươi hãy bảo: khi ta cho gươm đến trừng phạt xứ nào, thì dân xứ ấy sẽ chọn một người trong số họ và đặt làm kẻ canh gác cho mình. Hễ thấy gươm đến trừng phạt xứ mình thì người ấy thổi kèn và báo cho dân biết. Nếu ai nghe tiếng kèn báo mà không kể chi và để gươm đến làm cho mình phải chết, thì máu nó sẽ đổ trên chính đầu nó. Nó đã nghe thấy tiếng kèn mà không kể chi, máu nó sẽ đổ xuống trên mình nó. Còn người lo cảnh giác nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ ấy chết vì tội của mình, nhưng máu người ấy ta sẽ đòi người canh phải trả. Phần ngươi, hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Phần ngươi, hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Hỡi con người, thế thì con người ở đây là ai? Con người ở đây là ai? Là tiên tri Ezekiel.
Và nhiệm vụ của tiên tri là nhiệm vụ của người canh gác. Tiên tri là người trung chuyển lời của Chúa đến với dân. Nghĩa là làm sao? Thiên Chúa muốn nói với dân của Chúa, nhưng Chúa là đấng vô hình. Và vì thế để nói với dân của Chúa thì Chúa chọn một vị tiên tri để vị tiên tri chuyển lời của Chúa đến cho dân. Trung chuyển là như vậy. Và lời mà Chúa muốn vị tiên tri chuyển đến cho dân là để làm gì? Là để bảo vệ dân, là để canh giữ dân khỏi nguy hiểm, là để lôi kéo người tội lỗi trở về đường lành, là để khuyến khích người công chính sống tiếp tục đời công chính. Nhiệm vụ của tiên tri là như vậy. Thế thì nếu mà tiên tri không chu toàn nhiệm vụ đó, chẳng hạn như là Chúa bảo phải loan báo cho kẻ gian ác biết đường để nó ăn năn trở lại, mà mình lại ngậm miệng vào, thì lúc bấy giờ kẻ tội lỗi và gian ác đó bị Thiên Chúa trừng phạt, nhưng mà chính tiên tri cũng bị Chúa trừng phạt. Cái trách nhiệm nó nặng nề là chỗ đó. Thế cho nên ta mới gặp câu này: nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ ấy chết vì tội lỗi của mình, nhưng máu người ấy ta sẽ đòi người canh phải trả. Bây giờ các anh chị thử đặt mình vào vai trò mình làm cha làm mẹ những đứa con trong gia đình. Và trong cái tầm nhìn của đức tin đó, mình là tiên tri đối với con cái. Bởi vì Chúa giao cho mình cái trách nhiệm chuyển lời của Chúa đến cho con cái. Thế bây giờ mình đọc những cái câu này, mình sẽ thấy trách nhiệm của mình ở đâu. Một trách nhiệm hết sức là nặng nề. Thế thì nhiệm vụ của người canh gác á, đòi chúng ta là phải tỉnh thức. Ta hình dung lại ngày xưa người ta sống trong một thành, chung quanh có tường thành bao bọc. Ngày nay ta xem phim truyền hình cũng thỉnh thoảng vẫn thấy. Thế xong đó có một cái vọng gác rất là cao. Thế thì anh lính canh đó là anh ấy đứng ở trên vọng gác đó để anh nhìn ra tứ phía xem là có động tĩnh gì không. Đang khi đó mọi người trong thành thức hay là ngủ? Ngủ đêm mà. Cho nên nhiệm vụ của người canh gác á, là phải tỉnh thức. Sự tỉnh thức này khiến cho ta nhớ đến lời mà Chúa Giêsu nhắn nhủ mình: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Mình phải tỉnh thức là bởi vì có những âm mưu rất tinh vi của ma quỷ. Anh lính đứng ở trên vọng gác giữa đêm đen, anh phải tỉnh để một chút động tĩnh gì nó lạ là phải nhận ra ngay. Thế thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, tỉnh thức để có thể nhận ra những âm mưu rất là tinh vi của ma quỷ. Khi con rắn nó hiện đến mà cám dỗ Adam, Eva, nó đâu nói những cái lời nặng nề đâu, mà nó nói những lời rất đỗi ngọt ngào, phải không? Chứ nếu mà nó nói nặng thì ông bà đã giải phạm tội. Khi ma quỷ hiện đến mà cám dỗ Chúa Giêsu cũng vậy, nói những lời rất ngọt ngào. Nào là đề nghị quyền lực này, nào là đề nghị vinh quang này, nào là đề nghị tiền bạc. Rất ngọt ngào chứ không nặng nề. Các anh chị và tôi mà mỗi lần ma quỷ nó cám dỗ, nó hiện lên nó có hai cái sừng nhọn hoắt, xong là mặt đen thui, rồi có cái đuôi dài như mình thấy ở trong hình đó,
thì bảo đảm là chúng mình không phạm tội rồi, ăn chắc rồi, không phạm. Nhưng nó phải hiện lên thật đẹp đẽ chứ, thật hấp dẫn chứ, thật cuốn hút thì mình mới phạm tội. Cho nên phải tỉnh thức để nhận ra cái âm mưu rất tinh vi của ma quỷ. Một trong những âm mưu tinh vi của ma quỷ là nó không nói dối, nhưng nó chỉ nói có một nửa sự thật. Một trong những tinh vi nhất là chỗ đó. Nó nói sự thật nhưng mà chỉ có một nửa. Và Đức Hồng Y nhà mình thì bảo đó là cái cách nói láo hay nhất. Thế thì mới quyến rũ người ta được. Mình tỉnh thức trước âm mưu tinh vi của ma quỷ đã vậy, cũng cần phải tỉnh thức để có thể nghe được tiếng gọi rất thầm kín của Chúa. Tôi nói là rất thầm kín. Các anh chị đã học sách lịch sử, trong đó có sách Các Vua quyển thứ nhất, chắc chắn là còn nhớ ngôn sứ tiên tri có tên là Elia. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện mà lúc Elia thách đấu với các thầy tư tế của đạo Ba-an ở trên núi, sau đó ông ấy thắng phải không? Nhưng mà bà hoàng hậu Isabel lúc bây giờ bà ấy căm thù lắm, cho nên bà ấy thề là phải giết cho bằng được. Elia phải làm sao? Chạy trốn. Chạy mà ai mệt lắm, nhưng mà Chúa thêm sức cho về, chạy tiếp cho đến núi của Thiên Chúa. Thế thì ở đó Chúa hiện đến để gặp gỡ Elia. Và sách thánh kể rằng Elia nghe tiếng động đất rung chuyển âm ầm. Chúa có ở trong cơn động đất không? Dạ thưa không. Rồi sấm chớp âm ầm. Chúa có ở trong cơn sấm chớp đó không? Cũng không. Và sau đó thì Elia nghe một cơn gió thoảng nhẹ lắm. Chúa có đến không? Chúa đến đấy. Một cơn gió thoảng. Cái hình ảnh này rất hay. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là Chúa phải đến qua những chuyện gì nó vĩ đại, lớn lao. Hóa ra không phải. Mà Chúa đến qua cơn gió nhẹ. Mà chính bởi vì Chúa đến rất nhẹ nhàng và tiếng gọi của Chúa thầm kín như thế, cho nên nếu ta không tỉnh thức thì không nghe được. Không nghe được. Nhiệm vụ của người canh gác là phải tỉnh thức. Trong đời sống thiêng liêng, tôi là linh mục chẳng hạn, tôi cũng có nhiệm vụ canh gác đời sống tinh thần của các anh chị là học viên ở đây chẳng hạn. Thế nhưng mà các anh chị là giáo dân, mình làm cha mẹ trong gia đình, thì mình có nhiệm vụ canh gác đời sống tinh thần của con cái mình. Mình có trách nhiệm gì đó trong cộng đoàn giáo xứ hay là trong một hội đoàn, mình cũng có trách nhiệm canh gác đời sống tinh thần cùng với anh chị em mình. Cái trách nhiệm đó đòi mình phải tỉnh thức. Mà muốn tỉnh thức về mặt anh lính canh đó, về mặt thể lý đó, thì anh cố anh tỉnh thôi. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng á, thì tỉnh thức nó gắn liền với cầu nguyện. Cầu nguyện là cách giúp cho chúng ta tỉnh thức. Và động lực để làm cho ta có thể tỉnh thức là gì? Ta cứ nhìn vào anh lính canh đó là mình thấy người ta đang ngủ mà ông phải tỉnh thì vất vả lắm. Thỉnh thoảng tôi đi dạy học tối hoặc là đi có công việc gì về đêm đó.